Circle North. Then turn right onto Red Bay Road. Rồi, chuẩn bị đi về tới nhà. Bây giờ là 6 giờ chiều tối. Nhưng mà nắng cũng chang chang. Nhà thì hai bên ở đây không có hàng rào. Lộ thì sạch sẽ. Rất là đẹp. Bên nào? Người thì không có. Người thì chẳng thấy người nào ra đường. Ở đây á, ở anh đang buồn hơn bên mình á, má bên má buồn vui gì ở bên bên Mỹ này đâu, đâu có ai chơi với ai đâu, nhà ai nấy ở không à, trừ khi người thân người quen lắm rồi biết tới lui, mà tới lui nhiều khi cũng phải gọi hẹn trước chứ cũng ai tới bất tử, tự ai cũng đi làm hết trơn. Giống như bữa có cái video nào em nói cái nhà hàng rào sát bên mình ít khi nào qua lại á, cái người ta nói ăn ở thì sao mà không ai qua lại. Thì kêu cái người nào mà nói vậy đi qua bên Mỹ ở đi rồi biết không, ăn mình ở mình. Ăn ở thì sao mà không ai qua lại. Ở đây là nhà ai ở nhà đấy à, ít giống cái kiểu Việt Nam đi qua đi lợi chơi lắm. Đây nè, Phương quay cho quý bà con cô bác, ít ai mà cà rà sáng người qua người này qua người nọ chơi lắm, ai cũng có công ăn việc làm hết trơn á, muốn tới nhà ai là cũng phải gọi điện thoại lấy hẹn trước hỏi coi có ở nhà không. Bình thường nhiều khi đi tới ai cũng đi làm ha, hoặc đi tới rồi nhiều khi làm phiền đó. Wow, cây cối xinh rất là đẹp đó, đi xa có người đi bộ rồi nè đó. Cái này là đi bộ tập thể dục rồi nè, không? Ở đây khí hậu nóng nè, chị này chỉ đi bộ bằng đồ sexy không. Độ này chạy xe nhắm mắt chạy cũng được, không có chiếc xe. Nhà hai bên một người đó, con đi tập lại xe đã. Dạ, không có xe đâu thấy không? Cái này cho Ngọc với Justin tập lái xe được á. Coi nè, không có một người, không có ai chạy hết, rất là yên tĩnh. Không có một cái tiếng gì là gọi là ồn ào hết trơn á. Bữa em có đọc cái comment á, mình ăn ở sao mà cái mình không có lợi. Nhiều khi chị em anh em còn lâu lâu lắm có dịp lễ lọc rồi mới gặp thôi á, chứ ai cũng lo việc nấy, nhà ai cũng có công ăn việc làm, lâu lắm mới có một chiếc xe theo. Buổi chiều là có anh em thổi bụi nè, công nhận á, ở đường xá bên Florida này người ta kỹ ghê luôn á ha, sạch sẽ, rất là sạch sẽ luôn đó. Cái anh đó anh làm thành thổi bụi nè đó, đây nè, sạch sẽ lắm, đường không có một miếng bụi luôn. Trong nhãn mà kêu mua nhãn phải không? Cái nhãn ha. Nhãn đúng rồi. Nhà có trồng nhãn mà kêu mua nhãn đó. Hôm nay ngày mai là mình đi về sớm rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên phòng. Hồi sáng giờ là đi vòng vòng lại trường nhãn rồi tới nhà cái cháu rồi bây giờ đi lại khách sạn.
mà khách sạn này thì trước mà khách sạn là bãi biển tắm, thì bây giờ mình đi lên khách sạn xong rồi thì ngày mai là còn một ngày nữa là ở đây thôi, ngày mốt là mình chia tay Florida để về San Jose, California. 8:24. Just in case. Thượng vàng hạ cám gì bây giờ là mình cũng ảo qua rồi. Thượng vàng thì vẫn cũng ở, mà hạ cám vẫn cũng ở thử rồi. Hôm bữa vẫn ở cái phòng mà 8-90 á, trời ơi, Phượng nói thiệt nha, vô xong rồi hai đứa nhỏ nó kêu người ta phải đổi phòng liền luôn, không biết làm sao mà thôi chịu không nổi luôn á, xong rồi cái đổi rồi cái phòng. Bây giờ là đi vô cái phòng này, hôm nay là cháo thay đùm 250, phải không anh? Ừ. Rưỡi dĩ nhiên mướn người ta phải sạch sẽ hơn 100 đồng. Thì mấy hôm nay thì Phượng cũng ngủ, Phượng giống như nãy Phượng nói là thượng vàng hạ cám. Thượng vàng thì ngủ một cái phòng á thì nó thơm tho thì nó mắc tiền, giống như một cái phòng mà vệ sinh mà sạch sẽ vô, không có nghe mùi thuốc khúc, không có nghe cái mùi mà giống như hơi của những cái người khác mà người ta ở mà dư âm lại á, thì mình phải trả cái số tiền, cái khoản tiền đó là giống như 150 đồng. Thì thay vì mình mướn cái phòng cũ mình ở là 100, cái này 250 thì 150 đó phải chi trả để cho người ta trang trí, người ta sơn phết đồ bất cứ rồi màn đồ này nọ, ngăn nắp nơi này nơi nọ thì nó cũng rất là hợp lệ. Cho những ai mà có khả năng để trả thì Phượng cũng gán vài hôm thôi. Nếu mà đi cứ ngày nào cũng mấy trăm đồng thì cũng chịu không nổi. Đi hoài gì thì một năm á, là Phượng chỉ có đi vacation chi trả ra cho hai đứa nhỏ khoảng chừng ít ngàn đồng để cho hai đứa đi chơi. Tại vì đi học có đôi khi cũng rất là căng thẳng, thì mình cũng phải dành thời gian cho mấy con. Tại Phượng nghĩ là con Phượng sau này khoảng chừng ít năm nữa thì cũng dành thời gian để riêng tư rồi, chứ cũng không có thời gian cho Phượng nhiều. Cho nên trong cái thời gian này thì Phượng
sắp xếp chút đỉnh thời gian để cho con quay quần với Phượng, tại vì khi mà hai con lớn lên thì đi học đại học thì đi xa rồi, giống như là gà mà lại bầy rồi, khi mà giống như mình có chuyện gì thì con mình mới tụ về thôi, ngày lễ ngày Mother Day, Father Day gì đại khái vậy đó rồi con mới tụ về thôi, chứ bình thường là con mà lớn lên mà cũng đi tứ xứ, đi chỗ này lứa đi chỗ kia rồi, mình thử ra nhân cái việc mà con còn nhỏ thì mình sắp xếp thời gian quây quần với con để có một cái kỷ niệm gì đó cho con nó gần gũi với Phượng, và sau này Phượng lưu lại những cái hình ảnh mà để cho con còn nhớ tới mình hồi xưa, và mẹ cũng có dành thời gian cho con để con đi chơi với mẹ. Có ai gõ, tự gõ. Trong đây thì nhà tắm, nhà vệ sinh rất là sạch sẽ, đẹp. Đây nè, nắp. Vô đây thì mình cảm thấy giống như mình cũng muốn ngủ và nghỉ ngơi. Anh đến vô này. Vô đây là muốn tắm rồi ngủ rồi nghỉ ngơi thôi. Này, tạm thời là Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả quý bà con cô bác xem cái hình ảnh khách sạn ở bên Mỹ. Vì sẵn dịp đây Phượng cũng mong mỏi những cái gì Phượng chia sẻ lên cho tất cả quý bà con cô bác, mong những cô bác anh chị xa gần trong cái mùa dịch này thì xem những cái hình ảnh này giống như là một cái video mà để làm cho bớt căng thẳng, giả lại ủng hộ cho Phượng một chút xíu gì tinh thần trong thời gian này để Phượng có tinh thần quây quần với mấy đứa con. Chứ đại khái là Phượng không phải làm video mà để lên đây để show up hay là mình có khả năng để mình lo con mình như vậy, mà trong khi đó nước Việt Nam thì đang còn đại dịch đồ này nọ thì Phượng cũng rất là ngại. Hy vọng là quý bà con cô bác anh chị xa gần coi cái video Phượng sẽ hiểu và thông cảm cho Phượng, tại vì cái này là Phượng cũng muốn gần gũi con của Phượng chút xíu. Rồi qua cái này thì giống như Phượng nói là mấy ngày nữa thì con của Phượng cũng đi học lại rồi, thì Phượng cũng phải dành thời gian để lo giống như công việc riêng tư, thì chạy chút cho gia đình hay là đi quay giúp đỡ những người vô gia cư. Ngoài các công việc đó nữa thì còn công việc là giống như là kiếm chút xíu tiền để hổ thân nữa, chứ đâu phải mà ăn rồi tối ngày cứ đi lòng vòng. Có nhiều khi mình nghĩ là có những cái mà mình không thể nào nói ra cho tất cả quý bà con cô bác xem được cuộc sống về của đời tư của Phượng, nhưng mà đây là những cái hình ảnh mà Phượng muốn gửi đến cho tất cả quý bà con cô bác xem cuộc sống hàng ngày rồi đi chơi với con vậy thôi. Rồi xong rồi. Bữa nay là ngày cuối cùng Phượng ở đây, còn một ngày này là mình chia tay Florida. Bây giờ Phượng đang ở thành phố Boca, ở biển gần nhà cháu chồng, thì là tối này Phượng ở khách sạn ở gần sát bên biển nè. Sự vòng vòng ở đây á, buổi sáng có nhiều anh chị cũng đi ra ngoài này tắm lắm nè, quay cho quý vị ra ngoài này chán mắt quá trời luôn, sáng chưa quen đó, quay một vòng nha. Đợi buổi chiều bây giờ Phượng chuẩn bị đi mua một cây cam, nghe nói cam ở bên đây ăn nó rất là ngọt, không nghe nói Phượng ăn, Phượng qua đây Phượng ăn, chứ Phượng ở San Jose thì có cam loại cam Mỹ, không có cam mấy giống cam ở bên đây, giống cam bên đây rất là ngọt, cho nên mình đi lại cái tiệm bán cây mình mua thử, mua một cây về để mình trồng. Lại cái khí hậu ở bên đây nóng là thường thường cây trái mà khí hậu ấm nóng là cái cây nó rất là ngọt, mà không biết mua giống cây thì bên ngoài mà đem về bên bển thì trồng không biết có ngọt hay là không, mình cũng chưa thử qua mà không biết có hợp với thời tiết không nữa, thì để bây giờ mình
lấy xe đi mua lại cái chỗ mà tiệm bánh cây mua xe ở khách sạn này thì ngay chỗ đây thì Phật Kinh á cũng có nên nhân viên ở đây người ta chạy nên đem đi cất xe cho mình rồi khi mình cần thì người ta đem ra đây cho mình thôi chứ mình khỏi cần đem đi cất. Bây giờ thì mình Phượng với tất cả với bà con cô bác đi lên xe đi ra ngoài chỗ bánh cây. Tới nơi rồi, bây giờ Phượng đi vô đi có cây cam không? À, trước mặt Phượng thì có cái cây bông hoa. Cái bông này là cái độ ấm là thích hợp lắm nè. Hoa này giống như hoa 10 giờ nè. Chỉ nở tới 10 giờ thôi. Qua 10 giờ, 11, 12 giờ là tàn rồi. Nhưng mà nở lâu quá không? Tito's handmade vodka, distilled and bottled in Austin, Texas. 40% alcohol by volume or 80%. Crafted by safe. It's time to live, laugh, and create memories again with MSC Cruises. Join us on some of the world's most modern and innovative ships. Discover again at our new private island. Điện vô anh hỏi cho. Anh vô hỏi em. Nói Make Industry là không có chỗ nào bán được hết. Thì có tới Home Depot vì lâu thôi à. Không có bán được cái cam hả? Bơi. Buổi chiều ngày cuối cùng đi bơi. Rồi ngày mai mình đi về.
con Phượng thì vô học lại à, bình thường rồi ha ha. Và dường cho mình tuần tới đó, tuần sau đi lớn chết nó chết chưa không ngồi bằng một tép con câu cái gì á con cá bự nè. Ồ, giết được con cá bự nè. Sao thấy con cá này ta để cho làm màu như vậy mà. Do they give you a ticket? Do they give you a ticket if you get small fish? I think so, yeah. This guy just came around looking at it. It was nice. Không được à. Bắt cá em nhỏ có bị phạt. Bị phạt. Cỡ nào ha? Ở đây đi lại, tôi sẽ nó mua ra được. Oh my god. That's okay. The size you have to measure, right? No, this is big. Lấy không? Được. Big. Đâm môi luôn. Biển xong. Và bây giờ là chuẩn bị đi ăn. Thì đi ăn thì lợi nhà hàng của cháu, cháu chồng ăn. Việt Nam chồng mình lái xe từ khách sạn theo nè tới đó khoảng nửa tiếng. Ở đây buổi chiều thấy là có nhiều người ta tới đây quá trời luôn á.
đồ, hóng mát đồ, buổi chiều về cũng thấy thấy thích thôi là thích đi qua bên đây nè. Ở đây thì có nhiều món ăn Việt Nam, đại khái là đây là cái menu. Ở đây có phở nè, anh quay gần đi. Ở đây là địa chỉ nè, Phượng quay cho quý bà con cô bác xem. Cái địa chỉ ở đây và cái số điện thoại là 954-485-6079. Noodle House. Cái này là quán ăn ở trong nhà. Ở đây là thành phố Boca. Hôm nay thì cũng đi tới đây ăn hai lần rồi. Cũng có ăn đồ Mỹ, nhưng mà nói gì thì nói với đồ Mỹ, đồ Mỹ chứ cũng qua đồ Việt Nam. Thì lâu lâu mình cũng quay lại món ăn Việt Nam thuộc huyết thành ngày của mình, giống như món phở nè, món cơm sườn, cơm tấm đâu nè, món chay nè, món đồ xào nè, đại khái là có nhiều món để mình lựa chọn. Có thể là giống như Phượng là người Việt Nam cho nên rất là thích ăn món ăn Việt Nam, tại vì món này nó phù hợp cho cái khẩu vị của mình. Đại khái vậy anh ngồi rất là phù hợp cho cái khẩu vị.
cơm sườn nướng. Hai trứng ốp la nè, sườn nè, nướng vàng ươm nè, rất là ngon nè. Cơm chiên, cánh gà chiên nước mắm nè. Cơm chiên nhìn hấp dẫn không? À, mấy bữa nay đi ăn đồ Mỹ rồi, hôm nay là ăn lại cái món này. Thấy ngon quá đi à. Trai ăn đi. Đây, mẹ thử cái này. Ngon quá. Gái ngon không? Cắt cho mẹ ăn miếng thịt sườn. Này là hủ tiếu hải sản nè anh. Anh muốn ăn nào cũng được á, em nào cũng được á. Đó, bụng bù ấy. Người ăn nửa tô. Đó là ông chủ nhà hàng á. Chủ nhà hàng coi giống cháu chồng rồi. Giống gì hả Tôn? Giống giống. Trời ơi, cái tô của anh đây á bằng hai tô của Việt Nam á. Chúc ăn ngon miệng. Không? Bây giờ Phương chuẩn bị đi tới khách sạn lấy mấy cái chọn đồ để ngày mai chuẩn bị đi về. Khu vực này á là buổi tối có nhiều người, người ta đi bộ rất là nhiều nè, đèn hai bên rồi. Ở đây á là Phương thấy hình như cảnh sát á như đèn đỏ đèn xanh nó khác ở bên Phượng, đèn đỏ bên đèn xanh bên đây nhiều. Rồi hai bên nó là cây cối xanh luôn. Rồi chồng Phượng giờ hiện giờ là chạy xe bị lạc đường rồi. Chưa. Hiện tại bây giờ Phượng đi tới đây là 10 giờ 9 giờ rưỡi rồi. Đêm nay là đêm, còn đêm nay đêm là đêm cuối cùng, rồi ngày mai là mình lên đường. À, thành phố Boca này có cũng có rất là nhiều du khách, người ta đi tới đây để người ta tắm, người ta chơi, dẫn mấy con rồi đi chơi. Nếu mà Phượng mà ở xa mà đi lại đây thì Phượng cũng không biết ở đây, tại vì có người trong gia đình đó, ở đây mình, cho nên hướng dẫn cho Phượng tới đây. Phượng quay dài dài đây cho quý bà con cô bác xem. Đại khái ở đây là nổi lên có rất là nhiều khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao, đủ thứ hết, tùy theo túi tiền, tùy theo khả năng. Nếu mình có khả năng nào thì mình ở khách sạn đó. Và bây giờ Phượng đi về tới khách sạn Windham. Khách sạn ở đây là trước mặt biển. Ở đây không có cái Phật kinh, khi mà mình vô đây là mình ở thì người ta đem cái xe mình, người ta đem đi đậu cho mình. Mình chỉ có lái xe trước đây thôi. Nhân viên ở đây sẽ cất cái xe cho mình. Rồi bây giờ Phượng đi xuống.
chuẩn bị đem đồ lên khách sạn xong rồi ngày mai đi về. Rồi bữa nay là về tới khách sạn rồi, bữa nay là đêm cuối cùng ở khách sạn, ngày mai là đi về San Jose ở rồi. À, mấy hôm nay Phượng đi vòng vòng ở đây, à, Phượng cũng rất là vui vì trong suốt thời gian vừa qua cũng rất là lâu rồi không có đi tắm biển, đi bơi rồi đi vòng vòng, quay quần gần gũi với mấy đứa con. Sẵn dịp hè này thì Phượng muốn dắt mấy đứa con đi chơi, giống như mấy bữa nay Phượng nói là chứ cũng không, vợ chồng cũng không có đi tận hưởng gì, tại vì lúc gài tình hình dịch bệnh cúm corona nó cũng lan tỏa đi khắp nơi, nhưng mà đại khái ở bên đây thì Phượng đi ra thấy người Mỹ người ta biết là dịch bệnh đó, nhưng mà cái theo Phượng thấy là người ta cũng rất là giữ vững tinh thần. Bệnh thì bệnh, đi chơi thì đi chơi, thấy đi ra ngoài cũng tùm lum la. Có nhiều anh chị cô chú bác ở ngoài đi thì cũng không có bịt khẩu trang. Phượng thấy Phượng cũng tự tin. Riêng ở Việt Nam thì lúc gài dịch cúm cũng rất là nhiều, thấy nhiều người cũng phẫn nộ, đi ra ngoài đường thì vắng tanh vắng teo, thấy cũng cảnh xung quanh Phượng cũng thấy rất là buồn ảm đạm. Thì Phượng cũng mong là cho cái thiên tai này cho nó mau qua để đem lại sự bình yên cho tất cả mọi người. Rồi bây giờ là Phượng về tới khách sạn như vậy rồi, thì cũng chuẩn bị đồ đạc, thì đồ đem lên đây hết trơn rồi nè. Hôm nay là đi mua được một cây cam để mang về San Jose mà không biết đem về được không đó nè. Cam nè, nhãn nữa nè, nhãn về đây nè. Phượng đem về được thì đem về còn được thôi, nhưng mà cam ở bên đây thì Phượng mua cái cây cam này là cái loại cam thách xịt, cam ngọt không á, cái giống cam nó khác với cái giống cam ở bên cái chỗ mà Phượng ở. Cái cam kia cái đít nó nhọn, còn cái này nó tròn, cái trái nó tròn đại khái cái giống khác, thì mình mua thử là đem về được không. Thì bữa nay đi chơi thì của mang về thì chỉ được bao nhiêu đây thôi, nhưng cũng cố gắng hết sức mình để mang về. Giống như cái này là giống như làm quà, với cây cam là một cái gì, cây cam là cũng cái đồ kỷ vật mà đi qua bên Florida này để mà mình mua, để mình lâu lâu mình trồng rồi cái mình nhìn nó mình nhớ ồ cái này là đi qua bên đây thì mình mua đó, thì làm quà cho gia đình Phượng chỉ có cây cam thôi. Nhưng mà Phượng nghe nói là ở San Jose là không cho mang vô, thì Phượng cũng mua thì 50-50, mang vô được thì mừng, còn không mang vô được thì cũng chấp nhận thôi, tại vì cái này là mình chuẩn bị tâm lý rồi. Thì có gì ngày mai thì Phượng đi ra ngoài sân bay rồi Phượng sẽ quay cho tất cả quý bà con cô bác xem tiếp. Thì Phượng muốn bây giờ cũng rất là cảm ơn cái khách sạn này rất là sạch sẽ, nằm ngủ rất là cảm thấy thoải mái. Mấy hôm trước thì ngủ khách sạn kia 100 đồng thì nằm không có thoải mái, nằm cũng có mùi rồi nhiều khi ấy, nhưng mà đi vô đây hơi tốn kém chút xíu. Cháu của chồng Phượng bút cái khách sạn này hơi đắt một chút xíu, nhưng mà sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Rồi Phượng hẹn gặp lại ngày mai, Phượng đi ra sân bay, Phượng quay tiếp. Hôm nay đi về lại San Jose, tới đây là tới chỗ mà đi vô để kiểm tra hành lý, đi vô đợi máy bay đi lên. Thì hôm nay Phượng cũng đi hai chuyến, một chuyến từ đây bay qua bên Arizona, rồi xong rồi từ Arizona mới đi về San Jose. Ô mấy hôm nay đi chơi với hai đứa nhỏ nó vui, nhưng mà rất
là mệt luôn. Đi đâu đi, đi chơi thì vui thiệt, nhưng mà cô không bằng ở nhà mình. Về nhà là khỏi mất. Mà cũng hai đứa nhỏ cũng cảm thấy vui. Để một năm đi lần. Ở đây mà bay về cái chỗ Phượng có 6 tiếng à, mà mình nghĩ là bữa nay mà Phượng quần vòng vòng mấy sân bay nè, chắc tới tối mới về tới nhà luôn á. Thời gian đợi với thời gian ngồi gì, vô ga nó lâu lắm luôn. Tại trong này nó bắt buộc phải bịt như vậy. Uh-huh. Bắt. Còn mấy chỗ khu vui chơi không bắt buộc ha. What you thinking? Chỗ mình là chỗ nào ha? Theo nhỏ. Huh? Theo hai đứa. Biết chỗ. Pilot. Thank you. To release, lift up of the buckle, wear those seatbelts tight and low, crush your hips anytime you're seated. We have 8 emergency exits, 2 forward exit doors, 4 open wing window exits, 2 exits in the back, signs up above, and the lights on the floor lead to those exits. If an evacuation is necessary, follow flight attendant commands and leave everything.
In the event of a water evacuation, use life vest under your seat. Pull the red strap to open the container, remove the vest, place the vest over your head, wrap the black strap around your waist, buckle the front, and pull to tighten. Once outside, pull on that vest strap to inflate to manually inflate below the tube to your shoulder. Your vest has had a light that turns on automatically in the water. Please refer to the safety information card for the use of the life vest on an instant. Platinum will distribute additional vests if needed. We are coming by to check the seatbelt at bottom. Seatback and tray tables are in their full upright and locked position. All those carrying items are completely underneath the seat in front of you, leaving the area around your seat clear.
tới San Jose, sắp sửa tới nhà rồi. Bây giờ mình đi xuống dưới đây mình lấy mấy cái đồ gửi, đồ chạy ra từ đây. Cam đó. Thank you. Con thì vui mà mẹ rất là mệt. Con thì vui mà mẹ thì bơ phờ luôn. Nhưng mà được cái mình cái là vui được cái cam. Bé là
còn bẻ cẳng trên cờ cối là mà về trồng thì chắc đem ra trồng liền. Nhà đâu có phân trồng cam đâu, phân trồng cải không đâu, phân trồng cam trong cái thùng này mà có cây ở trong. Mua được cây cam làm quà mà. Dạ con cái chị đó rồi. Trên đường đi về thì về tới San Jose là cảm thấy rất là mừng vui. Khí hậu thời tiết ở đây rất là mát mẻ, ôn hòa. Đó. Đi tới đâu cũng quay cho quý bà con cô bác xem. Đại khái là nước Mỹ này đi chỗ nào cũng quay giống giống cái cảnh cũng giống giống hay trên đường đi thì xe hơi. Xe thì thưa vậy chứ cũng không có đông nghẹt nè. Đó. Mình thấy chỉ cái đường thì chỉ có khác cái bên đường thôi, chứ cái đường nào thấy cũng giống giống nhau. Rồi nhà cửa thì cũng vậy. Xe thì chỗ nào cũng giống giống vậy. Người thì có tiền chạy xe mới, không có tiền thì chạy xe cũ. Key point.